Rồi, dính nữa rồi nè cả nhà. Đây nè, ngồi vậy. Đó. Đã quá cả nhà. Đó, hồi nãy mình thăm ăn kia hai cái dính hai con rồi đẳng nữa cả nhà. Nè. Đầy được con nữa. Ba con. Mình xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi thăm bẫy chuột nữa nha cả nhà. Đợt này mình mới qua tới chỗ mình đi đặt bẫy hôm qua bên đây nè. Đặt dài dài vô mấy cái khu vườn đó cả nhà. Dài bên đây luôn. Ngày mới mình chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đi thăm bẫy chuột với mình nha. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đi thăm bẫy với mình nha. Rồi dính này cả nhà ơi. Đó đây nè cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Đó. Cá lý quá cả nhà ơi. Ham thiệt. Rồi, vô nữa rồi cả nhà ơi, dính nữa rồi. Đây nè cả nhà. Đó. Quá im cả nhà. Quá đã. Hồi nãy mình thăm cây đẳng con còn nữa này cả nhà. Nó là hai con luôn. Nó cày vừa kế bên đó luôn á cả nhà. Nó cày kế bên luôn. Quá êm luôn. Rồi mình thấy dính rồi đó cả nhà. Chuột lứa nghe cả nhà. Chuột lứa nhỏ. Này một đêm nó phá dữ lắm cả nhà. Cắn vừa không còn gì hết luôn á. Phá dữ lắm phá. Rồi, trong đó cây này dính được con nữa nè cả nhà. Ở đó đó cả nhà. Đó, để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha.
chiếc lứa nữa. Chút lứa nữa cả nhà, nhỏ. Rồi, dính nữa rồi cả nhà ơi. Đó, mình thấy dính rồi đó. Đây là cả nhà. Ngồi trong ngóc luôn. Quá đã thiệt. Chuột quá ngon luôn cả nhà. Rồi, dính nữa rồi cả nhà ơi. Quá im. Chuột lứa nữa. Nè, cái này cũng hơi nhỏ cả nhà. Chuột lứa nữa. Nó thì mình đặt cái bẹ này cả nhà. Nó dè xuống dưới cái lùm đó cả nhà. Đó, tối rồi nó bò lên trên cây dừa này nè. Đó. Nó đi. Nó rồi mình cũng đặt là mình quay cái miệng này xuống nha cả nhà. Nó mình quay cái miệng này xuống dưới. Quá êm luôn. Cái này mình chỉ đón nó đi thôi nha cả nhà. Nói chung mình đặt cũng hên xui cả nhà ơi. Cà lý thiệt. Rồi dính nữa rồi cả nhà. Nó nằm ở trên cái bẹ đó đó cả nhà. Đó. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha. Quá đã cả nhà. Đã thiệt. Dính cái thấy ham liền cả nhà. Mình làm gì cũng vậy, mình thấy dính cái là mình thấy phái. Đã thiệt. Rồi, mình thấy dính nữa rồi cả nhà ơi. Quá đã luôn. Nè, mình mới thăm ở đằng kia con cái đẳng. Mình cầm tay luôn nè. Đó, nó ngồi nè cả nhà. Thấy ham không? Đã thiệt. Nè mình thăm cây bên đây nè cả nhà. Bên đó đó.
này cây bên đây. Thấy mời quá. Rồi, dính nữa rồi nè cả nhà. Ngồi đó. Đã quá cái nhà. Đó, hồi nãy mình thăm kia hai cái dính hai con đẳng nữa cả nhà. Nè. Đây được con nữa. Ba con. Rồi mình thăm cái này nữa cũng hết 7 rồi nha cả nhà. Rồi để mình về mình quay lại thành quả cho cả nhà xem tiếp nữa nha. Rồi dắt này mình cũng về tới rồi nha cả nhà. Mình lấy chuột ra rồi mình dính được nhiêu đây nè cả nhà. Này dính được 2, 4, 6, 8, 9 con. Này dính được 9 con nữa nha cả nhà. Cái này cũng 9-10 con thì cũng được. Thấy ham đi. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.